à các bạn. Đó. Mềm dẻo luôn. Ăn luôn nguyên muối đi chị. Ờ. Dạ. Yeah. Oh, ok. Dạ, khách nói. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở giữa Trà Viên Vương Trang nha các bạn. Ở đây là video chia sẻ cho các bạn xem về Trà Viên Vương Trang cơm vàng hạt lép bao ăn. Đó, hai chị gái đi mua Trà Viên nè các bạn. Đó. Chị gái dễ thương. Chống nợ đi mua sầu riêng. Thế sao? Tiền mới đi mua được không em? Qua đỉnh, qua đỉnh luôn. Đỉnh nào? Qua đỉnh, qua đỉnh. Má tao nó ăn trái sầu riêng mà 640 cái này nè. Chống nào ăn trái sầu riêng 640 à? Chị gái tính lộn. Má ăn như ăn kim cương. 360 để ra tao mua lạng yến về tao chân tan cho khỏe. Để cái lạng yến à các bạn. Đó. Mềm dẻo luôn. Ăn luôn nguyên muối đi chị. Ờ. Dạ. Ngon ok. Dạ, khách nói khách quen á các bạn. Ăn tại chỗ, tự tại chỗ. Đó, lại đem về là phải giảm cái 64. Lại đem về là chắc phải giảm 364 ngàn rồi. Okay, đúng hả? Chỗ, okay, luôn. Thì lấy con 36 như 4 lẻ thôi. 4 chứ không phải 64 ngàn lẻ. Lấy 64 ngàn lẻ chứ 4 lẻ là giảm gì? Hàng gì tí chuột. Tí chuột ok lẹ quá. Giờ sắp vô vô mùa rồi. Đây nè các bạn. Dạ cảm ơn anh chị. Rồi. Hey, trái sầu riêng khổng lồ. Tí chuột đang khui cho anh trai. Đó, khách đang khui bên này nữa nè các bạn. Đi ra đi con, để chú khui chúng đó con. Con đi xích ga đây nè. Đó, sầu riêng nó chúng là đau là khóc luôn á. Nó bự quá. Đó, đi ra đây các bạn. Bỏ gọt.
À. Vừa luôn á. Anh trai thích ăn ăn khô. Đó là khó mua. Khô là đa số giống như mới chín tới ha. Nên nó hơi khó cùi xíu. Có người thích ăn mềm, có người thích ăn khô. Thích ăn sực sực á. Thấy này mà chín là mà chín quá ăn gần tạo luôn. À. Mà còn mình là còn anh là anh thích ăn khô. Ồ, đã đi ra con giao không á. Ký hả? Dạ, ký. Đúng rồi, quất luôn tại chỗ nó mới đã. Ok không anh? Ok các bạn, anh trai quất. Đâu quá mua loại này, không quen ai được. Đúng là muối nào muối nấy, cái muối nó bự như cái gối ôm. Trái to, muối to. Đây, coi tới chuột bên này nè các bạn. Đó. Chua cay, trái mấy trái bự bự coi khui hơi đuối à. Rồi lên trên lựa luôn anh chị ơi. Ngon nhất 134. 3 hộp luôn. Rồi khách luôn sếp ơi. Đúng là mấy giấy mới chín tới sực sực mà khách thích ăn nhưng mà khó khui các bạn, ngon quá đỉnh. Hai ba bốn ký loại nào cũng có. Sáu là 100 bê, 204 thì lấy cái nào con lấy ha, 204 đi 100 bê lấy nó không đi nữa đẹp luôn. 6 cái tròn 204 dữ thiệt, mềm dẻo. Yeah, ăn cái này xỉn luôn á. Tí chuột đang lựa nè các bạn. Đó, đang soạn hàng. 336 tính cho 330. Hey, khách bên ngoài tới luôn nè các bạn. Vui luôn không? Đi hả? 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 Đ
Đây đi chuột. Đi 6 nhân cây. Cô luôn ha. Ồ, vàng đẹp nè các bạn. Rồi, khách tới luôn Shibu. Quá đã. Vàng ông anh. Trái to muối to. Có hai tờ 20 luôn chứ. Có sạch tè 10 20 cân được ấy. Nè 20 nè anh. Cái loại cá kia bao nhiêu vậy? 140. Còn cái này 130. Cái này còn sống. À, chỉ có hai này trên này là chính em. Cái kia 140. Anh chạy thử tại chỗ luôn các bạn. Chị ấy thích ăn cơm khô vừa chín tới. Ba ký ba. Hả? Hả rồi. Bao nhiêu? 20 bao nhiêu vậy? Đây là con lục coi coi. Bên này, bên này. Nè đó, nè. Coi coi đó. Có không? Hết lẻ rồi. Hình như có tờ bì 20 bên này nè. Đó. Bây giờ nó 10 ngàn nữa, cứ 10 ngàn bữa 20 lên. 65. Đó, cho em phụ cái. Ăn nguyên muối luôn đi cho nó cảm nhận được nó mới đã chứ. Sở thích đó chị, có người thích ăn ghi sáu, người thích ăn em nhớ rồi, em ăn tái cái màu đó nhạt nhạt đó. Đi ăn cơm với mẹ, mẹ luôn. Đây, tí chuột đang soạn hàng bên trong nha các bạn.
lúc giao luôn các bạn. Phải rồi, xuôi. Lên tivi luôn anh chị, lên tivi luôn. Các bạn. Phải chưa? Thank you.